ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế, mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên cây khô bao nhiêu trai cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ơi ngó cách với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe có nhà có đô la, Tết sang xuân về chưa ai hô. Rảnh ra ngoài lặt lá mấy cây mai đón Tết kìa. Anh hai, anh để em bữa này được không? Em đang quạo quá, đừng có chọc em nữa, để em bước coi xem là Thắm có yêu em hay không. Bây giờ em buồn quá. Em gần hai chục năm trời theo đuổi Thắm mà chưa lúc nào Thắm đợi hoài thì em phải chi mà Thắm mà xấu như anh hai chị đợi biết mấy thì em khỏi yêu như rồi. Bớt khùng đi, thấy không? Mày bây giờ nặng lắm rồi, coi như không còn thuốc nào mà uống mà nó hết được hết trơn á. Thôi giờ nói anh hai nghe, anh hai không biết gì về tình cảm, tình yêu đó. Em nói thiệt với anh hai luôn á, tình yêu là phải như vậy, phải biết đau khổ, phải biết dằn vặt. Anh hai hiểu chưa? Tình yêu kiểu mày đó là cái kiểu khùng điên á, kiểu ba trợn ba cháo á. Không ai yêu kiểu gì như mày á. Cái em bây giờ nghe em dặn nè. Gì? Thắm mà tới kiếm em á, anh cứ nói em bệnh sắp chết rồi. Được rồi, tao nói mày chết rồi chứ không cần bệnh nha. Anh nói mày chết rồi, mơ chôn. Rồi vậy thôi. Rồi, mơ chôn. Cái nhà cũng tôi chết. Trời ơi, đông lá là đêm chừng nào mà biết yêu hay không yêu đây. Trời ơi là trời, già bên cả buổi chờ rồi Thắm vẫn không qua thăm tôi. Thắm ơi, Thắm có biết là tình yêu Thắm nhiều không Thắm ơi? Con này chú ơi. Trời đất ơi, phải chi mà Thắm kêu tôi thì ai biết mấy, tự thấy cái mặt mày tao muốn bệnh dễ sợ luôn. Sao mà kỳ cục vậy trời, người ta đi qua người ta thăm luôn á. Ê con nói chú nghe là bây giờ mình ngồi dậy mình nói chuyện đàng hoàng để mình bớt giả bệnh được không? Chú bệnh rồi con, chú bệnh nặng lắm rồi. Thiệt không? Chú nói thiệt. Người như cọng bún thiêu vậy. Bây giờ chú mệt lắm, chú trúng gió rồi. Bây giờ nghe chú nè, con có gọi điện thoại báo cho Thắm biết là chú bệnh không? Con có gọi không được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ trăng. Con phủ trăng với ai? Ai biết, thấy là nói vậy đó rồi. Trời ơi trời. À, bà con nói chú nghe nè. Bây giờ chú đừng có hy vọng được không? Cái niềm tin, cái niềm hy vọng của chú nó sẽ bị dập tắt á. Bây giờ chú bệnh mà người ta không qua người ta thăm chú là người ta không có quan tâm tới chú, người ta không có đặt chú ở trong cái trái tim của người ta chứ. Ơi cái này là mày đang khuyên á hả? Ê người ta mới buồn nhẹ nhẹ mày khuyên tao cái chắc tao đi tự tử với mày luôn á. Ê mày khuyên cái kiểu xỉa xói gì sao được. Bây giờ nghe chú hỏi nè, chú là chú thương con dữ lắm, con lúc nào con cũng trả lời thiệt hết. Bây giờ chú hỏi con này, giữa chú với nghiệp á. Chọn nghiệp. Chú chưa hỏi mà.
thì con biết là chú sẽ hỏi gì luôn. Chú sẽ hỏi con là: con ơi, giữa chú với Nghiệp, nếu là con sẽ chọn ai? Con chọn ông Nghiệp. Nếu như mà bây giờ con là con gái, con cũng chọn ông Nghiệp. Con sẽ chụp liền một cái người đàn ông tốt vậy, con không có để dục mất khỏi tầm tay của con. Ê, nếu mà trở về quá khứ để mà chọn mày là cháu thôi hay là kẻ thù của tao, tao sẽ chọn mày là kẻ thù. Tao tán cái mặt mày liền, có tin không? Tao tán liền. Đi! Ukraine bệnh, đang bệnh mà. Tao hết bệnh rồi. Rồi. Đi! Đi! Dữ vậy? Xong dữ. Cha mày, gia đình mày, ông Minh, đứng người ngoài uổng lòng tao từ nhỏ thôi. Tao từ nhỏ tao nuôi mày chứ ai nuôi mày. Không được. Phải đổi chiến thuật. Không có thể nằm ở đây một chỗ được. Nằm đây ở một chỗ một cái là thấm sẽ bị nó hốt liền. Tiếp cận, áp sát để xem thấm cần gì, mình sẽ quan tâm, mình chia sẻ. Lúc đó mình sẽ lấy được tình cảm của thấm. Của chú đang ôm nhau kìa. Nghiệp nó đang muốn cướp chiếm đoạt đời bé Thấm. Không được rồi, nghe chú nói nè, chuyện này chú quyết sống chết cho nó một chiếc. Con nói gì đấy, ba con đó, kiếp này chú báo hiếu ba con không được, cho chú kiếp sao vậy con? Đi nói với bà con á, mấy cái nợ của chú thôi thì gán giải quyết hết nha. Đi mà, đừng để chú chết chú mắc nợ nữa nha. À quên nữa, nhớ chú chết á, nhớ chôn chú với Thấm nha. Chôn đứt mặt tiền á, đừng chôn đứt trong hẻm, đi thắp nhang hơi khó. Trời. Rồi sao mà em trả lời chú? Trời ơi, cái điện thoại nó cũng phản chủ, giờ này hết pin nữa. Chú, bây giờ chú bình tĩnh, chú nghe con nói nè. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ chú mà đi mua xăng đốt người ta là đi tù đó chú. Nghe. Alo. Alo. Alo, chú nghe con nói không chú? Alo. Trời lớn chuyện rồi kìa. Bây giờ chú tình đòi đi mua xăng đốt chết ông Nghiệp. Qua đó coi sao, kêu bà con phụ lẹ lên. Đi. Trời ơi, trời ơi, cái gì đâu mà Tết nhất tới này hết cái chuyện này tới cái chuyện gì chẹt sớm gì mà nó ra ma tùm lum. Ơi, sao đợi tôi nữa chạy nội ơi. Ôi, tình yêu của tôi Thấm ơi. Lên, 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 lên. Gì vậy? Mẹ nó xuống. Gì vậy? Giật canh xăng, giật canh xăng. Chưa Chú Út ơi, bây giờ có cái gì phải bình tĩnh lại. Không có được làm cái chuyện phạm pháp như vậy. Đúng rồi. Là ở tù đó chú Út ơi. Mày điên hả? Mày đang nói cái gì vậy? Con nói cho chú biết, cái gì cái tình yêu là mình phải yêu chân chính, chứ không phải là mình giết đối thủ của mình rồi mình giành giật. Không có người này yêu người khác, làm như vậy là vi phạm pháp luôn. Ủa nó nói gì vậy anh hai? Hả? Đúng không? Mày á, mày mê quá rồi, bây giờ mày khùng rồi, phải không? Mày mê gái quá mày khùng rồi. Ủa em khùng gì? Tại sao mày đi mua xăng?
Mày đốt nhà người ta rồi mày đòi là thiếu thằng Nghiệp là sao? Đúng rồi đó. Thiếu đó là sao? Nè, không có đồ, không có vu khống nha. Cái chuyện này không có nha. Tự nhiên anh nghe ai nói mà tự nhiên nói em đi mua xăng đốt Nghiệp. Em đâu có bị khùng. Đây, thằng này nói, thằng này nói chính xác luôn. Đó, mày muốn gì mày nói. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Chú gọi điện thoại với con. Thôi chú than thở, chú kêu là bây giờ kêu ba con bây giờ trả nợ giùm cho chú Út. Rồi cái kiểu nói chuyện giống như là trăng tối vậy đó. Mà đang nói chuyện có ba cái rụp ngang. Mà cái giọng hàng học lắm. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa. Thằng này nó bị điên rồi, nó điên lắm rồi. Trời ơi là trời, hiểu lầm rồi. Chuyện là gì nè. Buông ra, mày buông ra. Hả? Mày buông, trời ơi mày... Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Ở dưới này coi chuyện khách quân kìa. Nè, nè, tao càng kêu mày buông ra mày càng ôm hả? Mày buông ra. Tôi buông ra không đánh tôi sao? Tao bổ mày tin không? Bỏ con xuống đây, bỏ con xuống thì tôi mới buông ra. Mày buông ra. Nè, nè. Anh Tấn, anh bình tĩnh đây làm cái gì vậy? Tỉnh cái gì hả? Anh mà vô kịp nha. Nó chiếm đoạt em rồi thấy chưa? Chiếm đoạt cái gì? Hả? Cái gì? Gõ em. Mày thúng, mày hung hai cái má của Thắm, đúng không? Không người nào ông nội ơi. Ở bển tôi á văn hóa là vậy. Trước khi á chia tay nè, nắm tay rồi ôm chào tạm biệt cho nó thấm thiết nha. Nè nè, còn khi nào hung là nha. Xin lỗi, xin lỗi. Mày còn khi nào hung nha? Ông làm tôi quýnh á. Nè. Hả? Hồi nãy á không có tao mày rất là vô vập. Hả? Vô vập mày nào? Tao mày giả bộ mày hiền hả? Hồi nãy mày khác, mày ánh mắt mày rất là biến thái nè. Mày vậy nè, mày vậy nè. Ông mới làm lố sao đó, mày còn hung tao nữa hả? Ông làm lố thôi. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Anh diễn lại cái của nó, sau này nó tiếp diễn là như vậy. Tôi không cần. Anh làm cái gì vậy? Cái miệng anh ngoan ngoan ngoan. Cả xóm người ta nghe được, người ta hiểu lầm tôi, người ta đi đồn là tôi ế chồng biết không? Trời ơi trời, anh chứng kiến rõ ràng mà cái gì mà đồn em. Rõ ràng nó hung hai cái má của em. Anh mà không cản nó hung tới cái gì của em luôn rồi sao? Đây ông muốn biết gì hết trơn á. Ở bên tôi là chia tay tạm biệt, là ôm nhau thân thiết vậy. Giờ tới giờ tôi về là tôi ôm chia tay tạm biệt. Tao là ai mày? Mày tính ăn thịt đồng loại hả mày? Tôi mệt quá à. Nghe tôi nói đây nè. Anh không có cập nhật xu hướng nữa à. Ở bển người ta về là người ta tạm biệt, là người ta chào nhau thân thiết như vậy đó. Hoặc là người ta gặp nhau ta cũng chào nhau kiểu như vậy đó. Hiểu không? Khi nào anh ở bển về đi anh sẽ được như vậy. Chứ không ai như ông mà mới gặp tôi không chào mà ông xét cái cuốn ông đồ bỏ tôi hả? Mất lịch sử quá. Ủa là ở bển là mỗi lần chào là hung vậy à? À, bộ anh không coi phim hả? Không coi phim Mỹ hả? Phim Mỹ là người ta hay vậy vậy. Là vậy đó. Vậy cho anh hung giống vậy đi. Ai? Anh bị khùng hả? Chừng nào qua bển đi, rồi học cách giao tiếp rồi về đây mới chào được. Anh xin lỗi Thắm, tại vì anh không biết. Tại anh thấy tự nhiên một người con trai với người con gái hung nhau vậy, cái anh sợ em bị cái gì đó rồi sao. Thôi đừng giận anh nữa, ăn gì không anh đi mua cho anh. Thôi tôi ăn rồi, tôi ăn đồ của anh Nghiệp nè. Tôi mua cho Thắm rồi. Ê mày tính thì mua cho người ta xong rồi mà muốn người ta thành bữa ăn của mày luôn hả? Ông nghĩ xấu tôi không mà nha. Ngon mà. Tôi mệt anh quá à. Ủa mà khoan đã, anh làm gì anh đem nguyên cái cút vậy? Anh tính bay vô. Anh đi làm ruộng. Đi làm ruộng với lại bộ đồ này. Mặc giày cho ta biết mình làm ruộng. Rồi làm ruộng dữ chưa? Công nhận anh rảnh thiệt á. Mà anh rảnh đúng không? Đúng rồi. À, anh đi mua giùm em 2 lít xăng được không? Được chứ. Mà để làm cái gì vậy? Thì đẻo vô xe chứ làm gì, hôm qua xe em quên đổ xăng rồi. Ờ vậy hả? Vậy anh mua 3 lít luôn. 2 lít đổ xe của em, 1 lít đốt này. Hả hả? Mày đó, mày còn hả không? Nè, tao nói mày biết nha. Nha. Tao đi mua xăng nha. Mày đi. Đừng có lợi dụng tao đi mua xăng rồi mày bay vô mày hung thắm nha. Tao cấm mày không được xả dao kiểu đó nha. Tao xả cuốc đầu mày đó nha. Không giữ hả? Không giữ gì. Còn mày nữa. Trời ơi. Bất lịch sự. Không phải còn mày. À, còn khấm nữa. Còn khấm. Không. Đúng rồi, còn mắm. Hả? Không cái còn à, con thắm à, con lâu rồi, còn tắm đi thắm. Ê lộn, con thắm, con thắm đi tắm nhớ ăn mắm. Đi mua xăng đi thiệt. Đi thông cảm nha, rửa lại ngôn ngữ nha. Để đi mua xe tắm. Lộn, đi mua xăng đổ vô xe tắm. Không, mua xăng đổ vô xe máy đổ gì cái bà đi thì rối quá. Thấy chưa, tao đâu có điên. Tao không có điên, tao đi đốt nhà người ta, người ta đi tù rồi sao? Còn anh hai nữa, anh hai người đó, anh hai tin tưởng nít hả? Em đâu có bị điên. Tự nhiên cái em đi mua xăng đốt nhà người ta, em đi tù rồi sao? Ai biết, nó nói vậy đó, nó nói mày đốt nhà anh Hiệu, mày đòi thiêu đó. Mày đòi thiêu sống đó. Kìa, ông Nghiệp kìa. Kìa đó, có người tới nữa kìa. Mọi người làm gì đây mà tụ hợp đây đông vậy? Đứng giữa đường vậy.
ông anh nữa. Thấm cái gì? Đợi anh mua xăng về mà lâu ơi là lâu luôn á. Bộ anh đi Quảng Ngãi anh mua xăng hả? Sao vậy? Hả? Trả lời đi. Tại sao tôi mua xăng về trễ cho Thấm không có xăng đuổi vào xe? Trả lời đi. Anh trả lời tôi đi. À, tao đói bụng quá vì ăn cơm. Anh. Mình về nấu cơm cho tía ăn, tía đói kìa. Mình đi nhanh nhanh lẹ. Ở xăng của chị này chiều, em đi về em kiếm tiền chiều ơi. Mua xăng gì mà lâu quá vậy? Thiệt luôn á, không có nhờ anh được cái chuyện gì trơn á. Em thì đang cần việc. Phải, tại em ra lại mua xăng tới đây. Cái mấy người đó tưởng anh mua xăng về làm chuyện phạm pháp, mấy người đó ra cản anh. Thường ngày không làm chuyện tốt đâu, cho nên là ông xách xăng lên tao tưởng luôn làm chuyện phạm pháp. Đúng rồi. Mày nói gì vậy mày? Về tính làm gì tôi? Thấm cho anh xin lỗi nha Thấm. Thôi xin lỗi gì nữa, mai mốt nhắm nhờ anh luôn á. Thôi đi. Trời ơi. Người ta ở bển về á, người ta mua xăng còn nhanh hơn anh nữa. Tôi gì vậy? Đi xuống. Trời ơi. Trời ơi, đâu phải cái con nít đâu mà ngồi kiểu kiểu nổi. Đi chung mà. Thôi Thấm xuống đi, công an bắt bây giờ. Trời ơi. Lụm chung cái thùng xăng ai. Ủa sao nó đổ rồi mà? Thì mua rồi thì để cho Thấm xài chứ làm sao? Chứ không lẽ giờ đem đi đâu? Thôi đi đi, dễ giờ em rồi, bye bye. Thấm. Thấm ơi. Đã không ưa rồi mà sao bắt tiếp nữa thiệt. Chà. Ủa đâu cần thiết phải vậy? Trời ơi là trời, nhà toàn đực rượu mà. Mang quà cáp qua chị. Ủa bụi lấy le hả? Đâu có đâu, ở bển tôi quen rồi, đi tới nhà ai có quà có tình nghĩa mà. Ủa rồi anh Sáu rồi, anh Sáu mời tôi qua đi ăn cơm mà anh đâu rồi? Sáu đi vắng rồi, không nhờ tôi tiếp. Mà tôi không có hứng lắm. Sao không mời tôi ngồi vậy chứ hả? Thì thích ngồi không thích thôi chứ. Sao có tôi với anh hả? Thì ông Sáu không đi rồi. Còn cháu tôi nữa kìa, Duyên nữa kìa. Rồi ăn cho nhanh đi rồi xong về. Trời, gấp gáp vậy? Anh? Anh mới qua. Qua ăn cơm hả? Ngồi nhậu lai rai chú em. Cái mặt cái căng dưới trời. Mặt chú em đâu căng lên. Em vừa bước ra em nghe gì ăn không ăn về chú. Nói về ba con nghe được là ba con la nghe. Mày vô duyên à, tao làm gì với ba mày la tao? Đuổi người ta ăn không ăn đi về. Ủa mày không nói mày không mét ổng sao không biết ông la tao? Không sao đâu. Thôi ngồi chơi nha. Từ anh ngồi nói chuyện với chú. Dạ ok. Ngồi bây giờ ngồi đây lay rai với lại nói chuyện với chú em đi. Dạ đi. Khoan, sao mày không ăn cơm mày đi đâu vậy? Không ăn cơm luôn. Alo. Anh tới liền. Ha. Ok. Trời đất ơi mày nè, mày có bộ mày không nói cho ba mày biết, mày có bộ mày bà ông chửi mày chết á. Ủa gì là giờ còn có tôi với ông hả? Thích không? Cũng thích, cũng được. Tôi là không thích rồi đó. Đâu có gì đâu, tôi là vui vẻ lắm. Vậy thôi, tranh thủ ăn đi vậy. Lâu lâu về bên đây thấy nấu cơm quê nhìn cũng ngon ha. Giờ tôi tiếc dễ sợ luôn. Sao vậy? Phải chi tôi bỏ thuốc độc vô thì hay biết mấy. Trời ơi, bỏ thuốc độc vô sao anh ăn được? Thôi tôi nhịn ăn, tôi để cho mấy người ăn. Tôi xin phép ha. Cỡ thằng này chắc tầm 3 ly là xỉn rồi. Được, tao sẽ chuốc cho mày sai để mày bộc lộ bản chất thật của mình. Chứ làm gì ở trên đời này có một người đàn ông hoàn hảo mà không có gì sai sót. Nói chung là tôi thấy tôi sai vậy quá. Tại vì cứ tưởng ông là người xấu thôi. Tôi đâu có xấu đâu, tôi tốt mà. Thấy cái nết ông ăn cơm tôi thấy ông là con người thật thà, hiền lương. Thôi coi như tôi xin lỗi bữa giờ coi như là có thành kiến với ông nha. Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, xin lỗi. Mình uống vài ly coi như là mình quá dài hơn tù nha. Vài ly hả? Ừ. Tôi uống không được, uống ly vô tôi xỉn à. Đâu, tôi muốn vậy mà, nghĩ à. Không được đâu, tôi uống vô tôi xỉn, tôi nói tầm bậy tầm bạ kỳ lắm. Không, tôi thích vậy mà. Hả? Không, mình xỉn vô thì mình dễ nói chuyện, mình nói chung là một ly rượu mình làm mình thân nhau hơn đó mà. Thôi, tôi thấy đồ ăn ngon quá, thôi mình ăn đi. Không, ha? Thôi tôi đi uống mà. Uống được thiệt. Uống thử vài ly thôi. Tôi uống vô tôi xỉn, tôi nói tầm bậy tầm bạ lung tung kỳ lắm. Không khó đâu mà, tôi không ép đâu, thì mình uống vài ly thôi, coi như mình giống như là mình quá giải á ha. Hôm nay ông uống đi, tôi nếm mồi xíu thôi nha.
ít nhất phải được một ly chứ. Vậy nha, vậy quyết định đi nha. Rồi, để tôi lấy hai cái ly. Bữa nay tôi thấy ông cũng dễ thương ha. Uống uống à. Ít thôi. Đó, cái này ly tôi nè. Ly của ông nè. Nhiều quá. Uống đi, uống ly rồi. Tôi uống ly này tôi xỉn á. Uống đi mà. Nhiều hay nhiều ha. Thêm ly nữa đi. Hứng quá. Hứng quá. Không, thêm ly nữa đi. Thêm ly nữa hứng quá. Không được đâu anh ơi. Không, hứng quá. Tôi ăn miếng cơm thì tôi chưa ăn thì tôi đói. Không, thêm ly nữa đi. Thêm ly nữa đi. Một ly nữa tôi không ổn đâu. Vô liền. Một ly nữa. Cái này lễ tình nha. Một ly nữa thôi nha. Rồi. Thêm ly nữa đi. Uống thấy được làm tu ly nữa đi. Vô. Khoan, cũng ly đi. Sao vậy? Nãy nói tôi là uống một ly là xỉn. Sao bây giờ uống một chai chưa xỉn nha? Thì đúng rồi, tôi nói với ông là tôi uống một ly tôi xỉn, nhưng mà sang ly thứ hai là tôi sẽ tỉnh và tôi uống hoài như thế. Vô đi. Ông nói sớm chai. Quốc Khánh lúc này tôi về tôi kéo một chai nữa tôi ông Quốc. Vô uống không nổi không? Hả? Vô uống nổi chứ, nổi chứ. Đâu có ai coi thường tôi được. Vô. Uống đi. Ui. Ba. Ba. Ông không có được ăn gian mà. Ông uống không nổi thì ông nghỉ à, mà đừng nói ăn gian vậy nên ông tôi không chịu ạ. Đâu có đau, đâu có đau. Hết rồi. Không phải, tại... Hèn chi, nãy giờ tôi thấy cái chén mắm nó nhiều hơn người ta. Uống không nổi thì đừng có nghỉ. Rượu thì tiền không rồi phải không? Biết bao nhiêu con trai không? Yeah. Muốn nè. Nãy giờ ông đổ biết bao nhiêu phải không? Dạ, yeah, uống nè. Sao? Ê! Bạn! Có sao không? Không ổn không? Xin hả? Uống không nổi. Ông phải uống cho tôi hết khúc này chứ. Vô. Tên uống nhậu. Ai đây ngủ nhau luôn. Tôi nghe nè. Tôi biết rồi. Từ từ tôi lo tôi sắp trả ông rồi đó. Cá chuẩn bị cắn câu rồi. Cá này cá lớn. Lo tôi vớt được cái mẻ này là tôi thanh toán cho ông hết. Nha. Yên tâm đi. Yên tâm. Tôi nói một là một, hai là hai. Nó sắp cắn câu rồi, nghe lời tôi đi. Thấy không? Rồi vậy nha. Bạn ơi. Bạn. Làm nói khúc nữa không? Không, nói không mà mà. Nói ha. Thôi đi về đi về. Nói tôi đi về á. Tính tiền ơi. Hả? Đi quán không tính tiền ơi, chịu quán ơi. Đi nhà ông mà. Đúng không? Nè tôi về. Đúng không? Nhà ông. Đi mà. Tôi về nha. Thôi quán quán không. Đây. Hả? Bây giờ chưa? Sao? Bây giờ chưa? Chơi với bạn là không có được bỏ bạn về. Bây giờ phải đưa tôi về đi.
đi nhà ông mà. Đây gì đó. Qua. Đưa nhậu. Đưa đi về. Sao nhà tôi đâu trên núi vậy trời? Đây. Nếu nữa à. Đây. Rồi đứng đứng dịnh đây đi. Còn khi nào tỉnh thì vô ngủ nha. Rồi đứng đây đi. Sao nó nhậu xong rồi lên bàn thờ ngồi luôn vậy hả? Mày im mày tỉnh tỉnh táo lại. Trời tỉnh táo lại mới chỉnh hình đẹp được, hiểu không? Chiều á, nghệ thuật là phải sáng tạo đó chiều. Rồi nè, đây nè, chỉnh lại cho chị đẹp đẹp đi rồi chị gửi cho 10.000 uống cà phê nghe. Trời ơi, không cần 10.000 chiều, em giảm cho chiều 20.000 chiều. Đây nè, trời ơi, bây giờ cái mũi chị bự quá, như cái hai cong cong chị cứng. Trời ơi, Diệu, cái lỗ mũi bự này là cái tài lộc nó vô đây hết á Diệu. Em ơi, nhỏ nhỏ thành hai ống nước được rồi, hiểu không? Bây giờ em bình tĩnh em nghe chị, em phải giúp chị làm sao em chỉnh cái tấm hình của chị mà phải trở thành kêu bằng là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Đi không được, đàn ông yêu thôi, né phụ nữ ra làm chị, hiểu không? Nó phải tốt ra một cái khí chất làm sao mà vừa thông minh mà vừa lịch lãm. Nói chung là phải đẹp thiệt là đẹp để chị gửi vô mấy cái group mà hẹn hò đó, hiểu không? Chắc chiếc đó. Rồi chiều, được làm chiều, làm chiều, rồi dành được chiều. Rồi tự nhiên mày ai mày chép cái đầu của ai vô cái người của tao vậy? Trời chiều, em là Photoshop chứ em đâu phải là thần thánh biến quá là chiều đời em á. Là ghép cái gì là tinh quá hồi tụ cái gì. Em ơi em bé, em có nghe nói không? Nghệ thuật là ánh trăng của sự lừa dối, hiểu không cưng? Đó. Mình làm sao mà nó không nghệ thuật mà nó biến thành cái nghệ thuật. Ok chiều, em sẽ vừa lòng. Bây giờ chiều, mày phải bình tĩnh mày mới làm được, chứ tao thấy mày vậy là mày không có làm được. Mày cứ chị yêu hoài à. Mày nói bình thường mày bị tâm tai hả? Đúng rồi đó. Rồi được chưa? Được chưa chiều? Rồi cũng tạm tạm đi. Ê chiều ơi, mà Tết mà ngày xuân là có hoa để. Ê đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi em ơi, em Tết tới rồi, em phải chỉnh làm sao mà khi mà người ta nhìn vô một cái là thấy cái một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời liền. Đúng rồi chiều, mình sẽ gắn một cái cành hoa, một cành hoa đi để em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi em ơi. Quá trời hoa là cái hoa đẹp luôn. Hoa đào hoa mai tâm hương xuân. Hoa đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Hoa đẹp không? Được rồi đó. Hoa đẹp, quá trời đẹp luôn, hợp với chị. Dễ thương, con bé này. Chị thích bao giờ họ hả? Tài nghề vậy. Em cấm qua điện thoại chị. Bà ơi, một cành mai là đủ rồi nha. Qua dặn thọ thì để sang một bên giùm một cái nha. Cái chiêu. Ê khoan khoan, trời. Ê cái qua dặn thọ đẹp vậy. Không. Ủa? Là sống lâu trăm tuổi đó. Trời ơi, cái ý của em hả? Rồi. Là nói tiếng người ta làm cho. Làm cái gì? Nè. Làm gì vậy? Chỉ có chính hình nói người ta làm cho. Tởm á trời, gì trời. Tự nhiên bữa nay đàn ông đàn an đâu mà sao tự nhiên bây giờ gì trời. Cái ông đồng tính nào nhập bài với bà. Vậy. Trời ơi trời, cái thân như con trâu nước mà cái gì ánh mắt gì kỳ vậy. Thôi đi. Đó chứ phải mê á, không phải mê ta. Tôi mê đàn ông, tôi mê vậy nghe. Chị mê vậy nè. Đi. Tôi là tôi nghi từ bữa rồi nha chiều. Không được là tôi phải báo liền cho chú Sáu biết cái chấn động. Thiên lôi này. Có kim không ra chăm nó đi chứ nó tai biến rồi đó. Bây giờ mình bình tĩnh lại được không? Ba nước. À chú. Cho chú hỏi xíu chuyện. Dạ. Có nghĩa là có một người xấu. Ừ. Có một người xấu thì câu cá. Không câu cá, mà câu cá. Cái câu cá. Cá cắn câu. Một người xấu nói cá cắn câu. Biết đâu mà gỡ duyên vào lòng biết thuở nào ra là cái câu thơ đúng không? Không phải, ý là người xấu nói cá cắn câu thì người đó có phải là người xấu không? Có phải không? Nó có liên quan gì? Tại vì con cá thì nó cắn câu thì kệ nó, còn người xấu thì người ta vẫn là người xấu thôi, đâu có liên quan. Hay là à, chú cho tụi con chơi ai thông minh hơn học sinh lớp 5 đúng không? Hay là theo vòng đấu ý hả? Hay là chú đang thử về cái kiến thức về trí tuệ của tụi con đúng không? Nào. Ấy, chú đang hỏi tụi con. Cái vấn đề là chú hỏi tụi con không có hiểu. Có nghĩa là vậy. Tối qua là chú là giả vờ yêu. Không phải. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Không phải. Ham hát quá. Chú giả vờ say. Không, chú giả vờ. Giả vờ say. Giả vờ. Giả vờ.
giả vờ ngủ. À ngủ là không có ngủ thiệt đúng không? Ngủ thiệt. Là nhắm mắt để đó thôi chứ ai làm gì biết hết. Đúng. Rồi, hiểu. Chú giả vờ ngủ thì người đó cầm cái điện 220 không phải tiền hành. Cái bị điện giật hả? Không phải điện kế. Điện cắp đồ. Không phải điện. Điện lực, điện không điện máy. Điện thoại. Đúng rồi, điện thoại. Rồi đó. Thì người đó gọi điện thoại. Dạ. Sau đó người đó mới bỏ cái điện thoại xuống. À. Thì mới nói câu là cá cắn câu. Là người đó là người xấu hay là người tốt? Bây giờ cái hiểu cái vấn đề vậy nè. À, hiểu tới đâu mình giữ ý lại tới đó nha. Là chú chỉ giả vờ ngủ chứ chú không có ngủ. Đúng rồi. À, vô tình thì chú thấy một cái người nào đó. Đúng rồi. Họ lấy cái điện thoại lên. Là cái điện thoại nè. Rồi họ gọi điện thoại cho một ai đó. Gọi xong rồi nè. Họ để điện thoại xuống. Đúng không? Đúng rồi. Rồi con hiểu tới đó rồi đó. Nhưng mà sao mà tả kỹ quá vậy? Là nghe thì để điện thoại xuống là hiểu rồi đó. Thì đúng rồi, là hiểu tới đó rồi. Dư lời, hiểu chưa? Rồi. Ngắn gọn thôi. Rồi. Dạ. Rồi. Thì nói vậy nè. Thì cái thằng Nghiệp nó về Việt Nam. Dạ. Thì hiểu. Nó gặp bé Thắm. Hiểu Thắm là chị. Đúng rồi. Xuân. Chị của bà, chị của bà đó. Thì Thắm là chị con đó. Thì nó muốn cưỡng đoạt. Không. Cưỡng chế hả? Cưỡng bức. Cưỡng cầu. Ê bà ơi. Cưỡng gì? Cưỡng hiếp. Trời ơi. Chú ơi, cái này là vi phạm pháp luật con. Cái này là báo công an. Báo công an liền. Bà Thắm bà bị cưỡng hiếp. Không phải. Cưỡng chiếm đoạt. Trời. Chiếm đoạt. Mà chiếm cái mà gì là chiếm đoạt cái gì á? Tại vì chiếm đoạt cái... bà, tại vì bé Thắm là giàu nhất cái vùng này. Hiểu. Đúng rồi. Nó muốn chiếm đoạt tài xế không phải tài xế taxi, không phải tài xế cộng đồng LGBT hay cái gì mà rồi lấy tài xế nữa vậy trời. Tài sản đúng rồi. Chiếm đoạt tài sản. Khoan nha, là có nghĩa là chú nói á là có một thằng nó muốn chiếm đoạt tài sản của chị con hả? Chị Thắm này nó bị gì vậy trời? Hình như nó bị tai biến hay sao? Nó khó khăn quá. Em có vấn đề gì không? Chị chăm cứu cho. Nhưng mà có đúng như vậy không? Ê, thật ra là đại khái là giống như là có một cái người xấu gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Đúng là rồi. Thấy là Thắm có tài sản. Đúng rồi. Bây giờ muốn chiếm đoạt cái tài sản đó của Thắm. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Chú, nhưng mà hồi nãy con nghe chú nói là Nghiệp gì đúng không? Đúng. Ông Nghiệp đúng không? Thằng Nghiệp. Không, con không tin nha. Ông Nghiệp cái mặt ổng rất là hiền, con nói đúng, thiệt. Đúng. Ổng mà làm cái gì mà bậy bạ, con đi đầu xuống đất con cam đâu, đi đầu xuống đất nè. Đi đầu xuống đất đúng. Luôn. Nhưng mà rồi. Không đi bằng chân. Cái này là con cũng tin luôn. Người ta đang quan muốn chết chú Nghiệp hiền. Nhưng mà bây giờ con xác định với chú nè. Chú nói là cái người đó là người xấu. Thì con đồng ý là người xấu đi, con tin chú đi. Họ phải có cái nguyên nhân gì họ dẫn tới họ xấu. Thì tại sao chú biết họ xấu? Thì bây giờ chú làm ơn á, chú chỉ điểm giùm con đi. Để con sẽ đi tới đó con tìm cái người xấu đó. Chỉ điểm giùm con. Chị gì? Tính ghen hả? Hiểu không? Ơi, tụi bay cãi nha, tao có bằng lòng. Không phải, bằng lòng. Về với em. Tao có bằng chứng. Bằng nè chứng. Chú, con nói cho chú nghe. Nếu như mà chú nói người ta xấu á, là phải có bằng chứng. Đúng. Chứ không là sẽ quy chú vô cái tội là vu khống người khác. Đúng. Mà cái tội này rất là nặng. Biết rồi. Là vi phạm pháp luật. Rồi. Nhân chứng, vật chứng đâu? Đâu. Có không? Là tao nghe nó gọi điện thoại. Không có nói bằng cái miệng. Nha, cái miệng là không có được. Mình chú phải có đoạn ghi âm hay là chú có thể quay lại ghi hình hay là cái thứ ba thứ tư làm chứng cùng. Tối nay tao giả vờ ngủ nữa nè, tao sẽ có bằng chứng là không có gì hết á. Chú ơi, về tĩnh tâm nghe chú ơi. Chứ bây giờ chú ơi, nói lộn xộn khó hiểu quá trời đi. Mình về mình học lại cái ngôn ngữ nói luôn nha chú ơi. Ôi nghĩ nghĩ. Khoan, tao cám cò. Cám heo. Cảm ơn tụi bay. Rồi đó. Ước gì ông đừng quay lại để nói câu cảm ơn vô nghĩa đó. Thôi Nghiệp, tao đóng cửa đi. Ngày nãy sáng giờ tao không gặp cái con này nó sành ăn sành ăn mà gặp ông như thế nó quá trời tốt rồi. Tao quá trời quá rồi. Còn cái tấm hình của tao chừng nào xong? Chắc là chú chi miệng nhiều dữ vậy không? Thì tại vì á, đêm giao thừa năm nào cũng vậy, nhà em với lại nhà chú Sáu á, tập trung lại gói bánh tét, rồi sau đó nấu một nồi thiệt là to, rồi đem đi biếu cho bà con mỗi người một đòn như vậy á, ăn cho vui. Anh thích cái không khí lắm nha. Ở bển nó không được như vậy. Năm nay về đây được hưởng cái không khí này anh thích ghê. Cảm ơn em nha. Bữa nay dẫn anh đi vòng vòng sớm. Mà bữa nay sớm mình thay đổi ghê luôn á. Nhất là mấy cái cây này nè. Bữa nay nó lớn ghê ha. Anh nói chuyện mắc cười quá. Anh nó càng ngày càng già thì cái cây phải càng ngày càng lớn chứ. Em còn lớn nói chi cái cây. Ừ. Nè em lớn ghê. Ê,
hình như cái kinh này hồi đó Thắm đi học về á, xong Thắm gặp con rắn, Thắm sợ quá Thắm lũ xuống cái kênh đó luôn, xong rồi cú quắc luôn. Anh sợ quá anh đâu có dám vớt lên luôn, xong cái về mẹ Thắm chửi quá trời luôn, Thắm khóc quá trời luôn, nhớ không? Ủa có hả ta, sao không nhớ gì trơn á? Trời ơi, không nhớ hả? Anh nhớ hết luôn nha. Anh này thiệt á, nếu mà anh nhớ hết luôn á vậy sao nó tự đi đi, anh bắt em dẫn đi làm gì? thì anh nhớ kỹ nhưng mà có cái hay quên đường thôi à, không nhớ đường. À Thắm nè, Thắm biết ước mơ lớn nhất của anh là gì không? Là cưới được Thắm á. Nói nghe nè, anh cũng lớn rồi, Thắm cũng lớn rồi, hai đứa mình tính chuyện cưới hỏi đi. Rồi cứ hỏi xong á, nếu mà Thắm muốn anh về đây lập nghiệp á, ở đây cũng được. Còn hôm ấy á, thì Thắm qua bên Mỹ, ở với anh cũng được. Đi qua Mỹ dễ lắm, giống như chợ vậy á. Hả? Hả? Thắm đồng ý hả? Em đâu có nghĩ mà xa xôi như vậy đâu. Anh này... Còn gì xa xôi đâu, mình lớn rồi, mình tính chuyện cứ hỏi đi, nha. Thôi, anh để cho mọi chuyện tự nhiên đi. Tự nhiên cái giờ rủ ta đi Mỹ, đó giờ ta có biết Mỹ là gì đâu. Cho biết, ha. Nha. Thôi, từ từ tính. Được rồi. Dứt cái này một cái chắc đi tù quá. Trời mất dạy vậy trời. Ủa sao vậy? Dạ Ủa sao? Ê ông tên, đứng lại đây cho tôi. Bước ra đây. Đi ra đây. Làm mặt làm như tội lắm vậy. Ủa ông rảnh lắm hả? Làm gì theo tôi hoài vậy? Ủa sao Thắm nói chuyện với nó ngọt ngào chuyện tôi thô lỗ dữ vậy? Tôi đàng hoàng, còn ông là người không đàng hoàng. Không đàng hoàng chỗ nào? Thì anh lấy đá anh chọi tôi đó. Đâu có đâu, tại ném nó, mà tại vì nó cái tay đánh giá nó phi tới đây luôn, đâu cố ý đâu. Rồi mắc gì tôi làm gì ông mà ông chọi tôi hả? Làm gì chọi ta? Không thích. Ví dụ không thích tôi á thì ông cứ hẹn tôi ra, đó đàn ông với đàn ông mình nói chuyện với nhau. Chứ có đâu mà ông núp trong lùm chọi đá, ném đá vô tay. Mà tôi nói ông nha, bây giờ ông chọi cái viên đá bị lớn nè, trúng Thắm á, không sao. Rồi trúng mắt người ta lọt trồng trái nổi làm sao. Rồi mốt mà ông lấy cục đá bị lớn vậy, còn bị lớn gì nữa. Rồi ông chọi người ta chết, lấy mắt mạng người ta luôn làm sao. Ủa sao sự việc nó nhỏ nhỏ qua cái miệng mày nó bự dữ mày? Tôi không phải suy diễn mà tôi là dự đoán trước luôn á. Ông thế nào ông cũng làm chuyện đó đó. Ngoài cái việc mà ăn nói xà lơ ra, hành động thô lỗ như vậy bất lịch sự. Vậy thôi cho tôi xin lỗi, tại tôi không cố ý. Thắm. Vậy Thắm gì làm chuyện dở trò gì nữa hả? Không có nhúc nhích. Gì vậy? Gì đâu không nhích. Thắm mà nhúc nhích một cái, nó cắn một cái là chồng bà không giải luôn á. Thắm ơi, Thắm ơi. Có con rắn kìa. Thôi đi nghe Thắm. Hai người cứu tôi đi. Cứu Thắm đi. Cứu cây. Thắm cứ bình tĩnh đi. Có tình ở đây, Thắm bình tĩnh đi. Cứu Thắm lẹ đi, sợ. Hả? Em có sao không? Hả? Em không có sao. Cái gì vậy? Anh có sao không? Không. Anh khỏe mà, anh vẫn khỏe mà. Anh sao anh khỏe rồi? Em bị cái gì vậy? Anh vẫn khỏe mà em. Con rắn. Con rắn này anh chọn nó đi rồi. Anh nằm trên cổ của anh mà. Giỡn hoài. Ngồi chơi say hạt dưa thanh tình duyên em ấy. Mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên khế